Vào một chiều ở thành phố Đà Lạt thì mình với lại nhà cũng đi đến chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn này thì nổi tiếng trong những nhạc phẩm của ngày xưa để lại, đó là Linh Sơn đâu đây buông tiếng ca ban chiều, thông reo vi vu. Đây, thông reo vi vu, đây là thông đây. Đó, thông reo vi vu. Ở đây là mắt thương nhìn cuộc đời. Đó. Đây bé nhà mình đang chạy chơi trong sân chùa. Xa xa kia là thành phố Đà Lạt, bao quanh chùa. Ở đây là chánh điện của chùa. Chánh điện rất là yên tĩnh tại vì bây giờ là cũng đã 5 giờ. 5 giờ chiều rồi. Rất là yên tĩnh. À, chùa rất là uy nghi và cổ kính. Thấy chùa này thì cũng là chùa cổ lâu đời. Bên tay phải thì có cái tháp đây. Đó, cái gì? Mơ sớm khô vang miền tục lỵ, dục ai còn đắm chìm trong mộng ảo, mau thoát khỏi bờ mê. Hai bên có hai câu đối như vậy. Đây mình đi vào chánh điện. Vào chánh điện thì có những cái cấp để mình đi lên. Hai bên là có hai con rồng đá rất là lớn. Chùa bên trong là chùa bằng gỗ. Tiếp tục thăm cấp mình để mình đi lên vào chùa. Chùa bây giờ là rất là vắng lặng. Bên đây thì có một cái chuông rất là lớn. Cửa là bằng gỗ rất là đẹp, trần là bằng gỗ. Bên trong điện thì có tượng Phật ngồi rất là uy nghi. Ở bên đây thì cũng có những tượng hộ pháp được ốp gỗ. Chùa được ốp gỗ rất là đẹp và rất là cổ kính và lâu đời. Đây có những bức liễn hoành phi là bằng gỗ rất là lâu đời. Đây có một cái bình rất là lớn. Đây có tượng Thích Ca để mọi người chiêm bái. Bàn thờ gỗ lòng thành chỉ một nén hương. Trần là gỗ luôn, nằm giữa lòng Đà Lạt, trải qua biết bao nhiêu đời rồi. Đây là cửa sổ của chùa. Bên đây là một cái tượng La Hán nữa nè. Ông Long Thành một nén hương. Bên đây có một cái chùa. Ở đây là sân chùa, ngoài sân chùa. Mái chùa làm nắp gối rất là cổ.
Đây, ở đây là cửa truyền rất là chạm trổ, rất là tinh vi. Chạm trổ tinh vi lắm. Đã, để mình đi ra sau chùa. Mình đi được, mình đi ra sau chùa. Đây là phần chánh điện. Không đi ra sau chùa là đi ra sao. Hơi lạnh, gió thổi ở trên Đà Lạt rất là lạnh. Lạnh lẽo và rất là uy nghiêm. Tổ đường của những quý vị chủ trì nhiều đời. Đây, phía sau chùa. Đó là vị sư đang tiếp khách. Ở đây có những cái bảo tháp, chắc những vị chủ trì được chôn cất ở đây. Ở trong sân chùa có một cái hòn Đông Bộ rất là mỹ thuật và rất là đẹp. Hòn Đông Bộ rất đẹp. Còn đây là bảo tháp ở trong chùa. Phía sau là thông. Ở đây cũng có mấy cái cây mai kiểng, có thể là cái bồ đề, mai. Ở đây có cái vật mà để làm nông bộ, những cái tiểu cảnh. Đây là cái bồ đề, cái bồ đề. Đây là chánh điện, nhìn từ phía sau. Chánh điện nhìn từ phía sau. Đây có cây hoa, ra hoa nè, mà mình không biết là hoa gì. Ở đây có hoa lan. Trồng thêm hành lang ở ngoài khuôn viên chùa. Này ở ngoài thì cũng có kết đèn và lập ngói. Phía sau hậu điện của chùa đây. Thông rất là đẹp. Ở đây có một cái cổng mỹ thuật ở trong sân chùa này. Này là gian chùa ở bên tay trái khi mình đi vào. Mái chùa cổ nhìn rất là đẹp. Ngói cổ rất là xưa. Giữa chiều Đà Lạt, tiếng chuông vang rền, thông reo vi vu. Ở đây là chẳng nơi tu tập hay tiếp khách gì của chùa. Này, mình đã đi ra được ra sân chùa rồi. Đi vòng lại khu chánh điện. Đây là khu chùa cổ. Hàng cửa cổ
được cài chốt. Từ chùa nhìn ra ngoài sân chùa, khách tha chiêm bái rất là nhiều. Ở nhà mình cũng đã đứng, sau khi lễ Phật ra đứng rất là đông ở đây đây. Bước xuống cấp. Hello anh à. Sao nãy có đốt nhang đâu chưa? Rồi phải không? Sao nãy giờ có cầu nguyện gì chưa? Mình ra đây bàn số đề rồi. Dạ rồi. Đây là ở sân chùa, mình đi xuống mấy cái cấp để mình đi xuống cái cổng chùa nha. Ở đây có cái đỉnh hương chính giữa. Đây, nhìn vào chùa đây. Đó. Ở đây người ta đốt lá cây. Đây là cái cổng chùa. Ơi! Đi lên chùa lại đây. Rất là yên tĩnh. Và cái không khí Đà Lạt rất là lạnh, làm nó tăng thêm cái độ mà yên tĩnh rất là nhiều.